Hello, what's up chào em nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây, từ Bá Đạo rồi nha. Xin chào tất cả anh em một game kho báu truyền thuyết nha, mình đây từ Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin một like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, cộng người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình hình quả cáp sự kiện dùng chung mới nhất của game kho báu truyền thuyết anh em. Đặc biệt là con đen dùng chung mới ra ngày hôm nay, không biết anh em đã nhập chưa, nếu chưa thì cùng tôi get go đi nhập thôi ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm qua một số nhiệm vụ trong ngày thiết yếu anh em. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên là có khá nhiều nhiệm vụ bạn tranh thủ làm nha. Rồi ok, lượm luôn. Quả lạp này. Quả tuần này. Rồi ok, sự kiện. Cái đoạn giờ đây chắc từ từ đấy anh em. Khiêu chiến nhận quà. Đăng nhập non rin. Ok, phúc lợi báo ranh. Đổi hạn giờ hả? Cũng muốn đổi đến mà thôi, từ từ anh em. Hơi hao kim cương. Nghe qua thám hiểm cái nhờ. Nhận nhanh cái nào, 2x9 kim cương anh em. Uầy, được của nó chứ. 40. Kim cương nào bạn ơi. Thứ tôi cần là kim cương. Vô. Chúng ta dưới từ anh em, chơi từ từ quay lại sau. Chúng ta tranh thủ làm nhiệm vụ nha. Thôi thì quay vậy anh em. Ok, quay luôn. Rồi. Chiều mộ. X10. Group. X1 chopper. X10 nào. Rồi ok anh em. Bố ra. 7 phát à. Ủa, khó lắm các bạn. Quả cáp có gì không? Hiện tại quả cáp hình như chưa có gì anh em, thôi nhận đi. Dù rằng nói là chưa có gì anh em nhưng mà cũng khá là ok. Cũng được của nó bạn rồi. Tiếp theo thì bem quả cốt mới đây anh em nhá. Đấy, core mới anh em, bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập này. KBTT394E24LK96G anh em. Đó, có đề tuần thì trước giờ đều vậy anh em, không gì thay đổi anh em. 10 bình thường 200 mấy rồi các thứ kiểu anh em, nói chung cũng được. Rồi. Thế là cũng ok rồi. Wow, tuần này 10 lần à? Đúng rồi, tuần này 10 lần anh em. Tuần này 10 lần mà tôi lại quên mất à? Ây da, đến thôi anh em. Tranh thủ mở lem nào, kiếm 600 kim cương các bạn. 60 này. 600 đâu rồi, vẫn là 60 các bạn, vẫn 60 kim cương. Lại là 60. 120. Hôm nay nếu có phát 600 nào không đây? Chưa thấy các bạn, hiện tại là chưa thấy anh em nha. Ok, kim cương thì khá là hao đấy. Ok. Cũng là cam là đỏ đấy nhưng mà nó nạ lắm anh em. Và những thứ chúng ta không cần lắm thôi. Tiếp nào. 60. 120. Ok, đừng đùa nhau vậy chứ. Toàn thế nhờ. Ấu dè luôn các bạn, đúng kiểu ấu dè luôn. Mắt toang luôn. Ok. Ok. 60 tiếp các bạn rồi, ok. Xếp hạng. À, khá lâu à. Săn cho nó vui chứ làm gì đâu. Khiêu chiến nhanh, nhận quà. Nhiệm vụ nào, hôm nay đánh kit khả. Ok, kiếm kim cương các bạn.
Bên sự kiện nhưng mà nhớ bên bên fanpage đấy tôi điểm qua thấy có sự kiện anh em nhé, quên tí nữa quên gọi xém nữa quên không qua đấy luôn. Bên fanpage có một cái sự kiện là như là lại lấy mảnh đấy anh em, nhà phát hành lại tặng mảnh L thứ đồ hay sao á. Ok chúng ta qua xem nhé. Ok các bạn qua fanpage nào xem là có hôm nay có thêm gì hot nữa không anh em. Hiện tại chúng ta có sự kiện có đẹp tuần mới tôi vừa cập nhật cho anh em rồi đó, thì các bạn tranh thủ lấy nhá. Ok tiếp theo thì chúng ta có sự kiện máy chủ mới à, không phải anh em mảnh đồng đội ALL này, tương tác càng nhiều nhận càng nhận quà càng nhiều anh em đó. Ok anh em rồi có cái sự kiện gì ta tôi nhớ qua đây anh em, thông báo vào chị hệ thống nhắc mới nhớ anh em vào chủ hệ thống mà không thấy Nami gửi quà nhỉ. Đúng rồi, nhắc mới nhớ anh em thông báo vào chị hệ thống mà không thấy Nami gửi quà. Livestream Akalo thông báo tổng quà livestream, kéo quà riêng thì phải anh em chẳng nhận được đâu. Có vẻ như là hết rồi các bạn ạ. Cái gì đây? À, sự kiện tuần mới đó anh em. Dương kho báu. Cái sự kiện web, cái sự kiện web anh em mở rương kho báu. Cái sự kiện bữa chơi dở đấy nhờ, đúng không nhỉ? Phần thưởng. Anh em tham gia ngay tại đây, đúng rồi, đây đúng rồi các bạn. Bữa tôi nhớ, tôi có tham gia ở bên này, đúng rồi đây anh em. Bên này cũng có cái sự kiện này. À, quay dọc màn hình cái anh em. Đó, quay dọc màn hình nó mới cho vô. Rồi. Thêm lượt. Thêm lượt. Rồi ok. Mở một lần. Một hộp kho báu. Toàn được hộp kho báu nhờ. Căng thế. Ok anh em. Ui, mẫu hiện tại chúng ta mới có 10k mấy rồi à. Ít người chơi nhỉ. Uầy. Bọt bèo người chơi luôn anh em. Ôi, mẹ game làm nốt nhiệm vụ cho xong các bạn. Rồi. Cái tháp vô tận này bữa rồi cho Kata đi theo anh. Cái quái nào hôm qua rồi anh em. Ảo thật đấy. Mình thì thay đổi trận hình coi các bạn. Bỏ Roro, bỏ này ra. Cho cháu này anh em, cho đây vào nữa. Đó. Kata vào đây. Khiêu chiến coi các bạn, thế nào. Tăng tỷ lệ bạo kích đi. Ok, ngồi xem luôn anh em. Bữa giờ ngồi cứ làm nhiệm vụ nhớ anh em kêu bảo lúc này lên làm nhiệm vụ. Ok, hôm nay ngồi xem anh em nhá. Lại đi chợ vải. Xem tình hình thế nào. Đấy, quánh đi. Quánh đi. Em lý do vì sao mình thua luôn anh em. Có khi xem này lại win thế đùa. Anh Kata mạnh như vậy mà không lẽ thua. Rồi anh Kata. Ủa cái gì vậy? 436k đó. 400k. Đùa. Rumba. Thụ hay quá. Căng nhờ. Ai chả cũng chỉ hoa hồng anh em. 319k. Có vẻ như còn mạnh hơn cả Kata anh em. Ảo thế nhờ. Qua được các bạn. Ảo thật sự luôn anh em. Impel round càng quét thôi anh em. Vừa đánh rồi không qua các bạn. Đấy, trận này bữa tôi đánh miết rồi, có qua được đâu. Quánh thế nào không qua được các bạn, thua miết à. Bỏ đi anh em. Đội các bạn. Đạo người cá, càng quét luôn. Ok, và cuối cùng là con đường Quang Vinh. Xong chúng ta sẽ bước qua bên hạm đội. Hạm đội thì giờ có đoạt bão anh em nhé. Lanh quanh online thì làm nhiệm vụ thế thôi. Chứ tướng tiếc vừa nay cũng săn đâu nổi đâu. Mới cập nhật tình quả cáp cho anh em. Đã có cốt mới thì anh em tranh thủ nhập thôi. Mới có sự kiện đấy thì anh em tranh thủ tham gia. Ok. Thế nào. Rồi. Ý chí cũng nổi rồi. Nhiệm vụ anh em.
tình chắc công chương trình quả cáp sự kiện thế thôi anh em nhé, các video tuổi kết thúc đây thôi. Hẹn gặp anh em ở clip theo, cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Từ Từ Bá Đạo rất nhiều. À mà từ anh em quên xem quên nữa bạn, chúng ta còn một tí nhiệm vụ đây nữa. Ok. Rồi, bắt anh em còn chơi nữa bạn nhận nó cho xong. Rồi, mời anh em luôn. Ok, giờ thì bye bye mọi người.